Thưa quý vị, thưa các bạn, hiện tượng thời tiết cực đoan đang gây ảnh hưởng sâu rộng đến các quốc gia châu Á. Mới đây thì cơn bão nhiệt đới có tên là Junzen đang di chuyển theo hướng bắc đông bắc trên vùng biển phía nam của Nhật Bản. Cơn bão này đang tiến gần đến phía đông của nước Nhật và gây ngập lụt tại một số khu vực nơi đây. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết tính đến 6 giờ tối ngày 7 tháng 8, bão Junzen đang ở cách mũi Shionomisaki thuộc tỉnh Wakayama, 250 km về phía đông nam. Bão đang di chuyển với tốc độ khoảng 25 km/h. Theo nhân chứng, cơn bão đã có dấu hiệu đổ bộ và gây ngập lụt tại nhà ga Shinjuku. Dự kiến sẽ có mưa cực lớn kèm theo sấm sét ở phía đông và phía bắc Nhật Bản cho đến hết ngày 9 tháng 9. Các dải mây mưa lớn có thể hình thành xung quanh quần đảo Izu phía nam Tokyo trên Thái Bình Dương cho đến sáng ngày 9 tháng 9 và có thể làm tăng đáng kể nguy cơ thảm họa. Trong vòng 24 giờ, dự kiến sẽ có mưa với lượng mưa lên tới 300mm ở khu vực Tokai, 250mm ở khu vực Kanto, Kosin và quần đảo Izu. Một số khu vực có thể có mưa nhiều hơn nếu các dải mây mưa lớn hình thành.